Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 19 tháng 5 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Thì trước tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Thì chế phẩm dành cho hoa lan bên em có thùng nguyễn với giá là 25.000 cho một lọ và 5.000 cho một cặp. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. Keo liền da Mỹ Tiến với giá là 30.000 cho một 40.000 cho một lọ. Keo liền da Mỹ này em bán với giá là 50.000 cho một lọ. Và Atonic với giá là 10.000 một gói. Thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 25.000 cho một gói. Kinkin, thuốc diệt các loại bệnh, diệt trừ các loại bệnh gây hại cho cây trồng với giá là 30.000 cho một gói. Bả sen với giá là 20.000 cho một gói. Và kích ki duy đỏ với giá là 70.000 cho một ấm. Kích ki duy xanh với giá là 60.000 cho một ấm. Các cái loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho cây con, cây trưởng thành và kích cây ra hoa đồng giá 35.000 cho một lọ. Và phân bón lá NPK với các cái tỷ lệ dành cho cây con, cây trưởng thành và kích cây ra hoa cũng đồng giá 35.000 cho một lọ. Và rêu rừng với giá là 50.000 cho một kg, vỏ thông với giá 20.000 cho một kg. Em còn có thêm dớn bảng, dớn đĩa. Và ngoài ra còn có thêm phân dê với giá cũng 20.000 cho một gói. Rồi tiếp theo sang bên này, em đặc biệt em có thêm đó chính là cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, không có lẫn chất bảo quản cũng như là không có lẫn tạp chất. Một lọ với thể tích 10ml, đồng giá em bán là 40.000 cho một lọ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Và cái tinh dầu hồi này thì nó có rất là nhiều cái tác dụng tuyệt vời về mặt dược liệu. Đây là sản phẩm sản xuất tại địa phương, không qua trung gian. Nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng hàng cũng như là về cái giá thành của cái sản phẩm này. Đó, chỉ có 40.000 cho một lọ thôi mà rất là đảm bảo về chất lượng và lành tính đối với sức khỏe. Rất nhiều tác dụng về dược liệu cô chú anh chị nhé. Nó đặc biệt là có thể tạo làm sạch khuẩn và tạo cái diệt khuẩn và tạo cái không gian sạch cho gia đình ạ. Rồi tiếp theo sang bên này là rất nhiều những mặt hàng lan đẹp mà hôm nay bên em có để giao lưu cùng cô chú anh chị. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những cái dòng hài đẹp mà hôm nay bên em đang có nhé. Trước tiên là hài mốc hồng này cô chú anh chị này. Cây dòng hài mốc hồng là như vậy nhé. Cô chú anh chị nhìn cận cảnh cho em. Hàng vừa về tươi roi rói luôn. Và dòng lan hài mốc hồng này thì cây nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà khi mà ra hoa thì phải nói là quá đẹp và bông hoa quá to xuất sắc luôn cô chú anh chị này. Đó, cái độ to của nó phải bằng quả trứng gà cô chú anh chị nhé. Trứng gà trứng vịt ạ. Rất là to đẹp luôn. Và hoa thì cực bền luôn. Đó, cái dòng hàng này này. Cái hàng mà nhập ngoại bên nước ngoài thì bình thường hàng nụ người ta phải bán 100 trên 100.000 cho một cây hài mốc hồng ấy. Cái dòng hài mốc hồng này mỗi một phần như vậy em chỉ bán với giá là 60.000 cho một phần thôi cô chú anh chị nhé. Và dòng hài mốc hồng tiếp theo sang bên này là dòng lan hài trần liên, một trong những dòng hài được gọi là đẹp nhất của Việt Nam, bền và rất là đáng chơi của dòng hài Việt Nam đấy ạ. Dòng hài trần liên này em bán với giá là 420.000 cho 1kg. Và nếu như thực sự cô chú anh chị là những người chơi lan và tìm hiểu về nó, cô chú anh chị biết rằng cái dòng hài hay lan này, hài trần liên này thì nhiều nơi, nhiều trang người ta bán giá rất là cao. Còn tiếp theo sang bên này là cái dòng hài hay lan được mệnh danh là những nàng công chúa tóc dạ vàng. Và hàng này thì phân bố cũng rất là hẹp, chủ yếu là bên vùng miền Cao Bằng bên em có thôi. Một màu vàng rực rỡ rất là đẹp, hoa cực bền luôn cô chú anh chị nhé. Cây nhỏ xinh và khi mà hoa ra hoa vàng rộm rất là đẹp. Với giá em bán cũng 420.000 cho 1kg. Và với những dòng hài này thì em sẽ để lại với bán từ 0,3kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo sang bên này
Em còn có thêm những phần hài hương. Hài hương thì lát em đã chia ra theo từng hình, lát em giới thiệu sau. Và bên này đây là hoàng thảo môi tua này, hay còn gọi là hoàng long vĩ. Hàng thời điểm bây giờ là đang nụ rất là xinh luôn rồi cô chú anh chị này. Đẹp, đang nụ rất là xinh luôn rồi nhá. Hoa cánh sáp bóng, môi tua rất là đẹp, với giá 150.000 cho 1 kg hoàng thảo môi tua ạ. Và bên này đây là dòng hoàng thảo đùi gà tròn, cái lô hàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Hàng vừa mới qua mùa hoa xong và đang lên mầm gốc này cô chú anh chị này. Đó, thân thì căng bướt rất là đẹp luôn ạ. Vừa qua mùa hoa xong nên là sẽ có một số lá vàng chuẩn bị rụng cô chú anh chị nhé. Và hoàng thảo đùi gà tròn này khi mà sổ hoa mắt nhung đen đẹp tuyệt vời luôn. Với giá em bán dòng hoàng thảo đùi gà này là 200.000 cho 1 kg hoa cực bền ạ. Đấy là dòng hoàng thảo đùi gà nhé. Còn bên này đây là dáng hương đuôi chồn ạ. Cái dòng hàng mà nhà vườn người ta cho vào quá là nhiều luôn. Cái dòng hàng hoa rất là bền hoa. Nhìn cây như vậy thôi nhưng mà khi mà ra hoa thì sai lắm cô chú anh chị ạ. Dòng hoàng dáng hương đuôi chồn, hàng Bắc nhá, dễ thuần dễ chăm. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Và vì nó là hàng rừng nên là cũng có những cái lá như vậy này, nó cũng bị sâu xia như thế này cô chú anh chị nhá. Hàng rừng thì nói chung là không tránh khỏi đâu ạ. Hàng nhưng mà cái sức sống thì rất là khỏe luôn, với giá 200.000 cho 1 kg. Và bên này đây là kiều vàng. Kiều vàng thì cắt tỉa rất là kỹ luôn. Kiều vàng em bán 180.000 cho 1 kg. Và bên này đây là huyết nhung vàng này. Hôm nay em vừa về một cái lô huyết nhung vàng mới rất là xinh luôn. Với dòng hàng liệt vào một trong những cây lan hiếm ạ. Hiếm. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Đó. Hàng thì cây không dài quá đâu nhưng mà những cái vòi hoa của chú ý chị này, năm vừa rồi những vòi hoa vươn rất là dài. Và tiếp theo bên này là cái sơn thủy tiên, họng nâu đen và họng nâu đỏ cô chú anh chị nhé. Hàng này thì em bao chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị. Bởi vì những cây này khi mà em nhập hàng thì tất cả là đều đang hoa nhé, đều đang hoa và chuẩn mặt hoa. Đó, thì cái hàng như vậy em bán với giá là 550.000 cho 1 kg. Hàng họng nâu đen và nâu đỏ này thì chính là cái dòng hàng đột biến của dòng sơn thủy tiên. Với giá chỉ 550.000 cho 1 kg thôi. Và cô chú anh chị, khi mà ra hoa xong thì những cái giả hành rất là khỏe, đẹp như vậy, hoa cực sai luôn. Nhưng mà nó sẽ có tình trạng là tất cả những cây hoa thì nó sẽ có rụng lá một số cô chú anh chị nhé. Đấy, 500.000 cho 1 kg, hàng sơn thủy tiên, họng nâu đen, nâu đỏ. Tiếp theo bên này đây là dòng kim điệp xuân. Hàng phải nói là quá đẹp luôn. Cái dòng kim điệp xuân này, những mầm chồi đang lên rất là đẹp. Hàng xanh mướt như vậy cô chú anh chị về trồng chăm để Tết cũng như là xuân tới này mình được ngắm hoa. Đồng thời bây giờ mình về chăm để ngắm những cái mầm của nó phát triển rất là thích luôn cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg thôi. Và bên này là dòng đùi gà dẹt này. Đùi gà dẹt chủ yếu hoa nở đúng thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Hàng này thì nó vừa mới qua mùa hoa xong rồi nên là cũng trong tình trạng là mầm gốc đang lên, đang chuẩn bị nứt lên. Đây này cô chú anh chị này, những mầm gốc rất là đẹp luôn. Đó, đang nhú lên như vậy cô chú anh chị nhá. Về chăm để đến Tết mình có những giò hoa đùi gà dẹt thật đẹp để ngắm này. Rất là lợi cân luôn, em bán với giá chỉ 160.000 cho 1 kg thôi ạ. Và bên này là hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng. Dòng lan mà hoa rất là sai mà cái màu hồng đẹp, đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Dòng lan hạc vị Bắc này này. Hạc vị Bắc em bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Và bên này đây là kiếm đỏ Bắc Đô. Cái dòng hàng mà có hoa mùi hương quyến rũ, mật ngọt quyến rũ ạ. Với giá 100.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng cô chú anh chị nhìn cho em, cái thân thì rất là khỏe nhưng mà cái phần là hơi ít lá cô chú anh chị nhá. Đó, hơi ít lá như vậy. Cái dòng đây là mặt hoa của dòng nhất điểm hoàng và em chỉ bán với giá là 50.000 cho 1 kg thôi. Hàng này em bán thanh lý cô chú anh chị nhá. Và bên này là kiếm lô hội với giá là 80.000 cho 1 kg. Và đây là kiếm xích ngọc với giá là 150.000 cho 1 kg. Rồi, tiếp theo bên này đây là những cái bó vanda rừng xanh mướt luôn cô chú anh chị này. Mỗi một bó to như vậy đấy ạ. Và một bó như vậy thoải mái cô chú anh chị làm một giò lan đẹp thơm nức mũi khắp vườn. Ôi những cái bông hoa rất là xinh luôn cô chú anh chị này. Thơm ngát luôn ạ. À, vanda này có cả vanda hương chanh và vanda nâu. À, cái bông này thì là vanda hương chanh ạ. Cái mùi hương thơm chanh ngọt ngào nhá. Mỗi một bó vanda như vậy em bán với giá chỉ 50.000 cho một bó thôi cô chú anh chị này. Đây còn lác đác vài bông hoa sót lại mà qua vận chuyển đóng gói nó bị dập mất những cái cánh hoa rồi. 50.000 cho một bó vanda. Và bên này đây là hoàng thảo nghệ tâm này. Dòng hàng nhìn cây thì rối tinh, rối mù, xấu xí như vậy thôi. Nhưng mà khi mà lên giò và sổ hoa thì thực sự là nó quá là tuyệt vời. Và không có điểm nào để cô chú anh chị có thể chê được một cái dòng hàng rất là đẹp.
Đây cô chú anh chị nhìn cho em, đây là một cái giò hoàng thảo nghệ tâm nở nhá. Bên ngoài nó còn đẹp rực rỡ vô cùng luôn ạ. Một cái giò hoa đẹp lắm cô chú anh chị này. Và một bó hoàng thảo nghệ tâm như vậy thì em chỉ bán với giá là 50.000 cho một bó thôi. Thoải mái cô chú anh chị, làm một giò rất là đẹp và hiện tại đang lên mầm này cô chú anh chị này. Đó, đang lên mầm, nó vừa mới qua mùa hoa xong nhá. Và bên này đây. Bên này đây là cái hoàng thảo lụa vàng nhá, hoàng thảo lụa vàng. Để em sẽ cho cô chú anh chị xem cái mặt hoa, phải nói đẹp tuyệt vời của dòng hoàng thảo lụa vàng này. Em bán với giá 220.000 cho 1 kg. Đây là cái mặt hoa của hoàng thảo lụa vàng đây cô chú anh chị nhá. Ở bên ngoài nó đẹp lắm cô chú anh chị ạ, hoa cực bền và rất là thơm luôn. Và đây em còn có duy nhất hai phần hoàng thảo chuỗi ngọc bắc chứ cô chú anh chị nhá. Mỗi phần như vậy thì thoải mái cô chú anh chị là 1-2 giò rất là to đẹp luôn. Em bán mỗi một phần như vậy chỉ với giá là 80.000 thôi ạ. Đây ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em một cái phần cẩm báo, nó quá là đẹp luôn cô chú anh chị này. Một cây này xếp và lá mít luôn ạ. Cây này này, vừa rồi đăng hai vòi hoa rất là đẹp. Có tất cả là 2, 4, 5 cây đẹp như thế này. Phần cẩm báo này em bán với giá là 200.000 nhá. 200.000 cho cô chú anh chị nào yêu thích ạ. 5 cây thêm một cây nhỏ này nữa là thành 6 cây cô chú anh chị nhìn này. Cây lá xếp rất là đẹp. Rồi một cái lô long nhãn rất là nhiều này em bán với giá là 100.000. Rồi còn tiếp theo bên này đây là những cái cây đai châu rất là xinh cô chú anh chị này. Những cái cây đai châu này thì đây là dòng lá kiếm nhé. Và dòng lá kiếm này thì khi mà sổ hoa thì thường là những cái vòi bông của nó sẽ rất là dài. Và một cái khoảng cách giữa hai tán lá của nó là trên một gang tay của em hết rồi đấy cô chú anh chị này. Đấy, cái lá cũng khá là dài rồi. Những cây này thì cô chú anh chị về cậu trồng trụ hoặc là ghép lũa thì đều rất là đẹp nhá. Đó, hàng không lối lá, lối lá và rất là xinh như vậy. Bán với giá là chỉ 90.000 cho một cây thôi cô chú anh chị này. Đó, 90.000 cho một cây đai châu như vậy rất là đẹp. Và ở đây là một cái dề trần mộng rất là xinh luôn. Đó, đang lên những cái mầm rất là nhiều như vậy. Dề trần mộng này em sẽ để giá 100.000 đi cô chú anh chị nhá. 100.000 cho cô chú anh chị nào yêu thích và muốn sưu tầm cái dòng trần mộng đi ạ. 100.000. Còn bên này là một cái dề vanda rất là to khủng luôn cô chú anh chị này. Đấy, dòng này đó, một cái dề vanda rất là to, đẹp, xanh mướt như thế này. Em bán với giá là 200.000 cho dề vanda này. Và tiếp theo sang bên này đây là những cái chậu trầm siêu đỏ cô chú anh chị nhá. Hàng này nở hoa rất là lâu rồi mà so với cái bông hoa trầm bình thường ạ thì cái bông hoa này nó to hơn rất là nhiều cô chú anh chị nhá. Những bông hoa trầm siêu đỏ này cái màu sắc rực rỡ tím đậm đà và bóng bẩy rất là đẹp. Đó cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái khuôn bông cánh bầu rất là đẹp luôn. Mà cái hàng này thì nó sẽ rất là dài và đẹp luôn chứ không phải là giống như là ngắn như trầm rừng cô chú anh chị nhá. Thì hiện tại thì mỗi một cây giống như vậy thì nó đang dài khoảng tầm 20 cm. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu trầm siêu đỏ quá đẹp như thế này. Nếu như cô chú anh chị sưu tầm cho mình hai chậu mà ghép lên giò sang 500 được, nó dài khoảng tầm 30-40 cm thì nó quá là đẹp luôn cô chú anh chị nhìn này. Đó, cánh ạ. Môi này rất là đẹp luôn. 180.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Rồi còn trên này đây là những cái chậu đen đô xuân ạ. Những chậu đen đô xuân phải nói là quá đẹp luôn. Có những chậu hiện tại đang lên mầm quá khỏe như vậy mà hàng này là hàng Việt Nam nhé cô chú anh chị nhá. Hàng Việt Nam thân mập nù ú luôn, một chậu có khoảng tầm 3 thân hoặc là hơn. Đó, đẹp. Hiện tại thì vừa mấy thân già và cả những cái mầm gốc đang lên, có những chậu thì mầm gốc lên rất là nhiều như thế. Đó, và những cái chậu như vậy thì em bán với giá là 200.000 cho chú anh chị nhá. 200.000 cho một chậu. Thì có những chậu thì mầm gốc lên ít, cũng có những chậu là mầm gốc lên nhiều. Đấy. Và những chậu có những chậu thì nhiều thân, có chậu thì nhiều thân, có những chậu thì ít thân, những chậu nhiều thân thì nó thường sẽ ngắn hơn cô chú anh chị này. Đồng giá là 200.000 cho một chậu đen đô xuân, hàng thuần trong nước và rất là khỏe đẹp. Em nghĩ rằng là với cái giá này thì nó quá là đẹp để mình chơi, tại vì hàng thuần trong nước thường là về mình chăm thì nó sẽ không phải lo cái vấn đề là nó không sống được hoặc là nó chết yểu cô chú anh chị nhá. Và bên này là em có những cái chậu kiếm xanh Huế Thái. Kiếm xanh Huế Thái thì một chậu có một cây hoặc là một chậu có hai cây. Thì cái hàng hôm nay em sẽ đây. Em sẽ chủ yếu là chậu một cây thôi đây này. Chậu này một cây mà đang lên hai cái mầm con luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Rất là xinh luôn như vậy. Và một chậu như vậy thì hàng hôm nay em sẽ để giá thanh lý thôi cô chú anh chị nhá. Đó là với giá chỉ 60.000 cho một chậu này thôi. Đó, 60.000 cho một chậu. Cây thì rất là khỏe.
Thế nhưng mà về cái lá thì có thể có những cây nó sẽ bị cắt lá một xíu, tại vì hàng này thì em bán thanh lý mà. Là cô chú anh chị khi mà mua hàng thì cũng hết sức thông cảm. Bình thường những chậu kiếm xanh Huế Thái nó phải giá rơi vào từ 100, 150 trở lên đúng không ạ? Thế đây em chỉ bán 60.000 thôi cho cô chú anh chị về sưu tầm, nó quá là rẻ và em chỉ bán kèm hàng cô chú anh chị nhá. Còn bên này là những chậu kiếm đỏ ruby này cô chú anh chị này, kiếm đỏ ruby là những cái cây kiếm mà được lai tạo giống từ những cái mặt kiếm rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn, một kiếm đỏ thì đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Và những chậu kiếm đỏ như vậy thì nó sẽ có khoảng tầm 2 hoặc là 3 tép, bán với giá là 120.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Và dòng kiếm đỏ thì bao giờ cái lá của nó cũng nhỏ, lá của nó không cũng nhỏ mà không được đẹp, nhưng mà cái lá không to như cái lá kiếm vàng, nhưng mà hoa thì phải nói quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo sang bên này đây thì cô chú anh chị có thể nhìn cho em, hôm nay em vừa về một cái lô. Đây là lô lan quân tử cô chú anh chị nhé. Dòng lan quân tử này thì ngoài dáng cây đẹp, mặt hoa đẹp thì nó có một cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Đó là nó có thể mang đến tài lộc, sự thịnh vượng và may mắn an gia cho gia chủ, là về ý nghĩa về cái phong thủy. Còn nếu như nói về ý nghĩa thực tế của dòng này thì với cái ý nghĩa thực tế thì em nghĩ rằng cây này là một cái cây rất là đáng chơi. Đó là về nếu như nói về ý nghĩa thực tế thì cây này nó có thể giúp loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí này, có thể loại bỏ giúp cho mình những cái tia sóng từ tivi hoặc là những tia sóng từ điện thoại, tạo cái không gian rất là lành cho gia đình. Và những chậu địa lan quân tử như vậy thì hôm nay em cũng nhập hàng được với cái giá rẻ hơn, mặc dù cây rất là to đẹp như vậy nhưng mà giá thì em nhập được cái giá nó rẻ hơn, nên là em xin phép chỉ bán với giá là 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một chậu dòng địa lan quân tử này, và mỗi một cây thì cũng ít, cũng có 3-4 cặp lá trở lên hết rồi ạ, rất là to, ngắm lá không đã thích rồi cô chú anh chị này. Rồi tiếp theo sang bên này đây là em có rất nhiều những cái phần lan dáng hương đuôi cáo lá xếp này, những cái giò lan thuần và cả những cái cây cáo hoa phân nhánh rất là đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị. Em đã chia ra theo từng hình và em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Cái hình số 1, hình đầu tiên. Hình số 1 này là một phần trâu rừng trước cô chú anh chị nhé. Một phần trâu rừng này em bán 300.000 với hai cây trâu rừng rất là to. Hình số 2 là một cây trâu thái cô chú anh chị nhé. Một cây trâu thái rất là to, bự chảng, nhiều cặp lá và bản lá dày cộp như thế này. Năm nay chê lên chắc chắn phải có tầm 3-4 cái vòi nụ trở lên. Một cây trâu rất là to luôn. Đó, nhưng mà nó có hơi lỗi lá nhẹ như thế này. Cây này em chỉ bán với giá 260.000 thôi. Những cây như thế này nếu mà không có lỗi lá thì chắc chắn nó phải tầm 700-800 chứ ạ. Hình tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 là một cây gồm có 3 cây. Đây bên này một cặp một mẹ con này. Đây là một cây rời này. Cái hình này em bán 220.000 thôi cô chú anh chị nhá. Nói chung là những cái hàng trâu này á, nếu mà cô chú anh chị mà về chăm tốt ấy thì những cái lá bình thường, những cái lá mà lỗi này thì mình coi như không cần giữ đâu, và mình có thể chăm những cái lá mới. Thì bình thường là một năm nếu như cô chú anh chị chăm tốt nó có thể lên được đến 3 cặp lá cơ mà. Hình tiếp theo là hình số 4 với giá 220.000 cho hai cây trâu này. Đây hai cây trâu thái này cô chú anh chị nhá, 220.000 ạ. Và tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này thì thôi em bán với giá là 150.000 nhá, cho hai cây trâu này 150.000. Và hình số 6, 3 cây liền ạ, 3 cây trâu liền nhá. Có lỗi lá nhẹ, hình này em bán 240.000 cho 3 cây trâu này, trâu thái đó. Và tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này em bán với giá 260.000. Đây cây 1 này, cắt một lá. Cây 2 đây, 260.000 cho hai cây này, hình số 7. Hình số 8 với giá là 220.000, một cây lá mít rất là đẹp nha, có lỗi lá ở đây này. Và cây số 2 đây ạ. Đó, cây số 2 cũng lá dày rất là đẹp như vậy. Hình này 220.000 thôi. Tiếp theo là hình số 9 với giá 240.000, có hai cây trâu như vậy. Hai cây trâu trâu thái. Và hình số 10, 180.000 thôi, một cây trâu lá mít ạ. Một dòng lá mít. Đây. Mít rụt luôn cô chú anh chị nhá. Và cây thứ hai dưới này có 180.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 11 cũng với giá 180.000. Hai cây bé. Hình số 12, 180.000. Đây, cây này cũng là dòng mít này, nhưng mà nó bị lệch mất này. Cây tiếp theo này, đó, 180. Tiếp theo là hình số 13, là một phần dáng hương đuôi cáo, rất nhiều cây. Hình này có tất cả là 18 cây liền, cô chú ý chị nhé. 18 cây mà không có lỗi ngọn, không hỏng ngọn. Lá thì cũng rất là đẹp. Hình này em bán với giá là 180.000 cho hình số 13, 18 cây. Và hình số 14 này thì có 6 cây to ạ. 6 cây cáo to ở hình này em bán với giá 200.000. Hình số 15 với 13 cây lớn nhỏ, lá căng mướt như vậy,
Đây, hình này em bán với giá là 180.000 cho hình số 15. Hình số 16 cũng là một phần cáo có 2, 4, 5, 6, 7 cây. 7 cây cáo to đẹp ở hình này em bán với giá là 190.000. Và hình tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 này đây thì em có bao nhiêu cây nhỉ? Có hình số 17 này em có tất cả là 7 cây. 7 cây cáo to nhá, 7 cây cáo to ở cái hình này. Xin phép bán với giá là 180.000. Và tiếp theo sang bên này là một phần cáo chỉ 3 cây thôi nhưng phải nói quá đẹp luôn ạ. Cây nào cây đấy, ra cây đấy luôn. Bản lá rất là to, lá mít luôn cô chú anh chị này. Nói chung là cây nào cũng lá mít rất là đẹp. Cây này cây một cây mít rụt mẹ con luôn nhá. Cái bên này nữa này. Đó. 3 cây đẹp như vậy em xin phép được bán với giá là 280.000 cho hình này. Rồi tiếp theo là hình số 19. Hình số 19 em có 4 cây cáo xếp V ạ. 4 cây cáo xếp V ở hình 19 này em bán 280.000 hàng xếp V cho chú anh chị nhé. Tiếp theo là hình số 20. Một phần cáo xếp rụt luôn ạ. Xếp rụt rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. 6 cây này em cũng xin phép được bán với giá là 280.000 cho hình 20. Hình tiếp theo là hình 21 cũng là một phần cáo xếp V. Một phần cáo xếp V ở hình này có tất cả là 7 cây. 7 cây xếp V thẳng. Đây, cô chú anh chị này. Hình này em bán với giá là cũng 280.000. Tiếp theo là hình số 22. Em có 3 cây cáo xếp to. Đây, 3 cây cáo xếp to. Có cây xếp rụt xít luôn như thế này. Có một cái ngồng hoa rất là to luôn. Cái hình này em bán với giá là 180.000 cho hình 22. Hình 23 cũng có 3 cây cáo to và có cây xếp rụt luôn ạ. Bản lá to luôn cô chú anh chị nhé. Hình này em xin phép được bán với giá là 180.000. Đây có những cái lá vàng vàng này, không phải lá bệnh đâu cô chú anh chị nhé. Đây ạ, nó hoàn toàn bình thường đấy ạ. 180.000. Rồi tiếp theo là hình số 24. Hình 24 này đây thì cũng có những cây xếp V đẹp ạ. Những cây xếp V đẹp đây cô chú anh chị nhìn kỹ cho em cái hình này. Có tất cả là 5 cây cáo, hình này em bán 200.000 cô chú anh chị nhé. Và tiếp theo là hình số 25. Hình 25 này có tất cả là 12 cây cáo ạ. 12 cây cáo ở hình này em bán với giá là 180.000. Hình tiếp theo là hình số 26. 240.000 cho một phần cáo xếp này gồm có 6 cây. 6 cây cáo xếp này với giá 240.000. Tiếp theo là hình số 27. Hình 27 này em có tất cả là 8 cây cáo. 8 cây cáo ở hình này với giá 180.000. Và hình tiếp theo hình 28. Đây, một phần cáo xếp rất là đẹp ở hình 28 này. Có 5 cây thôi cô chú anh chị nhé. Nhưng mà đây, đây thành 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây cô chú anh chị này. 5 cây nhưng mà đây là nguyên một dề luôn nhé. Nguyên một dề có 2 cây luôn cô chú anh chị nhé. Rất là khỏe đẹp, hàng cáo cây rất là khỏe đẹp như vậy. Hình này em bán với giá cũng 280.000 ạ. Tiếp theo là hình số 29. Hình số 29 em bán với giá là 180.000. Hình này có tất cả là 11 cây cáo. 11 cây cáo to nhỏ nhé cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo hình 30, một giò cáo nguyên bản. Một giò cáo nguyên bản, một cái cây to rất nhiều cặp lá, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cặp lá rưỡi, 9 cặp lá cơ cô chú anh chị này, bản lá to nhá. Đây là cây một mẹ hai con và bên kia cũng là một cây to nữa. Cái giò cáo nguyên bản này em bán với giá là 350.000 ạ. Tiếp theo là hình số 31, hai giò cáo nguyên bản. Hai giò cáo nguyên bản lá xếp đây. Giò số 1 này xếp rất là xinh và giò số 2 đây ạ. Giò số 2 này thì quá đẹp luôn đúng không ạ? Dạ, xếp V quá đẹp luôn. Và hai giò cáo này nguyên bản ở hình này em xin phép được bán với giá là 250.000 cô chú anh chị nhé. Thực ra thì cả hai cây này thì nó đều đang vòi nụ rất là đẹp đấy ạ, nhưng mà vận chuyển ở rừng về nó bị gãy mất này cô chú anh chị này. Đó, 250.000 cho hai cái giò cáo lá xếp này. Tiếp theo là hình số 32, em bán với giá 150.000 cho hai ngọn cáo này. Hai khúc nguyên bản với hai ngọn cáo này. Và hình số 33 cũng là hai giò cáo xếp V. Một ngọn này nhá. Nói chung là giá thể thì bám hơi lỏng một tí. Đây. Ngọn 1 này cũng nhiều cặp lá, 2 3 4 5. 2 3 4 5 cặp lá. Và trời ơi.
Ngọn số 2 ở đây, ngọn này thì cũng đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, hai ngọn này em bán 160.000 cho hình số, cho hình số bao nhiêu nhỉ? Hình số 33. Hình số 34 là một ngọn cáo mẹ bé con xinh lắm của chú anh chị này. Cây này cái vòi nụ của cây mẹ đang vươn rất là dài luôn như thế này đây ạ. Và nhiều cặp lá xếp rột xinh nhá. 2 4 6 6 cặp lá rưỡi của chú anh chị này. Cây mẹ cây con luôn đấy ạ. Cái ngọn cáo này, giò cáo mẹ con này em xin phép bán với giá là 200.000 cho giò này. Khỏe và rất là đẹp. Tiếp theo là hình 35 là một giò cáo thuần. Thuần rất là lâu rồi, những cái bộ rễ của nó của chú anh chị này có tất cả là 3 cây. Trong đó một cây thì đang nụ như thế này. Giò này em bán 160.000. Tiếp theo hình 36. Hình 36 em có một ngọn cẩm báo nhá. Một ngọn cẩm báo lá xếp đấy ạ. Xếp bản lá to tròn và lá xếp nhá. Mà đây, cây này thì đây em thấy là nó bị thương một xíu ở đây nhá. Lá nó bị thương một xíu đấy ạ. Đây cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Là ở trên rừng ấy ạ, dân người ta lấy xuống thì nó vướng một xíu nên là bị thương ở đây một xíu của chú anh chị này. Với một ngọn cáo xếp này nữa. Đó. Và hai khúc nguyên bản, một cẩm báo và một cáo này, em bán với giá là 190.000 cho hình này. Và sang bên này đây là hình hình 37 là một giò long tu nhá. Đây ạ, một giò long tu thuần, thuần rất là lâu rồi. Hàng này thì em không thời gian để chăm nên là em sẽ để về cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng long tu thì về chăm để sang năm mình có một giò thật là đẹp để chơi nhá. Cái giò long tu này thì cũng có khá nhiều mầm đấy ạ. Về cô chú anh chị nếu như chăm tốt cũng rất là đẹp nhá. 2 4 6 7 8 mầm cơ cô chú anh chị ạ. 8 mầm này nếu mà cô chú anh chị mà chăm tốt đến mùa này thì rất là đẹp luôn, mùa hoa rất là đẹp luôn. 150.000 cho hình 37 này thôi. Hình 38. Hình 38 đây cô chú anh chị này. Cũng xanh biếc rất là nhiều mầm. 180.000 cho hình số 38. Nói chung là rất là rẻ luôn. Hình tiếp theo là hình 39. Hình 39 thì đây, về cô chú anh chị gắn phân nhá. Rất là đẹp, mầm khỏe lắm cô chú anh chị ạ. Hình 39 200.000. Hình 40 rất nhiều mầm ạ. Đẹp lắm cô chú anh chị này. Đó. Và ghép ở gỗ rất là chắc chắn luôn. Đây, năm ngoái đây, những cái vòi hoa, những cái thân già của năm ngoái đấy ạ. To mập khỏe như này cơ mà. Hình này em bán với giá 250.000. Tiếp theo là hình số 41 170.000. Hình 42 cũng 170.000. Hình 43. 43 đây cô chú anh chị nhá. 43 này với giá là 180.000. Hình 44 với giá 170.000. Và hình số 45 này đây, ít mầm hơn. Ít mầm hơn, hình này em bán 120.000. Hình số 46 160.000 cho hình 46. Và hình số 47 130.000 ạ. 47 130. Hình 48 cũng 130. Và hình số 49 thì 49 quá đẹp, những cái mầm rất là dài rồi cô chú anh chị này. Hình 49 này em bán với giá là 220.000. Sang hình 50 là những phần hài hương cô chú anh chị nhá, những phần hài hương. 100% những cây hài hương khi mà sổ hoa thì đều rất là thơm. Hoa thì cực bền, nức mũi luôn cô chú anh chị ạ, thơm tuyệt vời. Nói chung là cô chú anh chị nếu như đã là những người yêu dòng lan hài thì đây là một trong những dòng hài đáng sưu tầm nhất nhá cô chú anh chị nhá. Hình hài hương số 50. Đây ạ. Rất nhiều cây ạ. Nhiều cây, hàng này bình thường là người ta bán theo cây ấy của chú chị nhá. Mà mỗi một cây cũng từ ít nhất là cũng từ 50.000 trở lên hết đấy ạ. Cái hình số 50 này em bán với giá 130.000 thôi. Hình 51. Hình 51 này với giá là 120.000. 120.000 cho hình 51. Hình 52 130.000. Hình số 53 thì phần này rất nhiều cây to đẹp, 180.000. Hình số 54 là một phần kiều tím này cô chú anh chị này, kiều tím ạ. Một phần kiều tím hình 54 này về cô chú anh chị lên một giò đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Phần 54 này, kiều tím phần 54 này em bán 160.000. Hình số 56 cũng là một phần kiều tím miền Trung nhé. Em bán phần kiều này với giá là 150.000 ạ. Về lên giò một giò to đẹp luôn, nhìn như vậy thôi mà lên giò thì cũng rất là xinh nhá. Hình tiếp theo hình 57, 160.000 ạ. 57 160.000 về như vậy thôi, về cho cô chú anh chị trồng là nó sẽ lên mầm mới nhá cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo là hình số 58 150.000. Rất nhiều luôn. 150.000 cho hình 58. Đó. Và một phần kiều vuông mỡ gà. Kiều vuông mỡ gà này thì nó cũng là có những cây bé này, rồi thân già nhiều này, nên là cái phần này em sẽ để giá 100.000
120.000 cho cô chú anh chị nào về chăm, không thì em sẽ ghép vào vườn. Tiếp theo là phần thanh đạm sữa này, em bán với giá là 30.000 cho phần thanh đạm sữa này. Một dề kiều tím miền Trung rất là sum xuê to đẹp như vậy với giá 450.000. Và cuối cùng đây là một cái hình số 60 chứ. Hình số 60, em quên mất, đây là hình 49 là một cái dề kiều tím miền Trung nhá. Hình 59 là một dề kiều tím với giá là 450.000. Hình số 50 là một cái giò cáo, giò dáng hương đuôi cáo đang hàng thuần vườn nhá cô chú anh chị nhá. Nói chung là vườn của em thì không có thời gian để mà phân thuốc cái gì đâu cô chú anh chị ạ. Đó. Thì cái mùa này hiện tại thì nó đang lên một cái vòi hoa đây nguyên là một cái dề luôn hay sao ấy, một mẹ với hai cây con cô chú anh chị này. Một mẹ với hai cây con, mà đặc biệt là cái cây này là cái dòng phân nhánh của chú anh chị nhá. Vòi hoa rất là to. Hoa phân nhánh đây ạ. Hoa phân nhánh đây. Phân nhánh rất là rõ ràng luôn. Và dòng phân nhánh là một kiểu đột biến của dòng dáng hương đuôi cáo của chú anh chị nhá. Với dòng dáng hương đuôi cáo này thì em xin phép được bán với giá là 500.000. Đây này, hàng đang ngọn rất là khỏe. Đấy, cây mẹ cây con này. Rất là khỏe như vậy, cây một mẹ và hai cây con như thế này của chú anh chị nhá. Và đang có vòi hoa phân nhánh với giá 500.000. Hình 61 là một giò hương vani siêu nụ. Siêu nụ luôn cô chú anh chị này. Tí nữa em quên mất lại không giới thiệu cái hình hương vani này. Trời ơi, hương vani này nhiều nụ lắm cô chú anh chị ạ. Đã, toàn bộ đây là đều là nụ hết này cô chú anh chị này. Một số cây thì đang he hé nở cái màu hồng, tím hồng rất là đẹp. Mà mùi hương thì ngọt ngào lắm cô chú anh chị ạ. Thơm lắm, muốn chỉ muốn cắn thôi cô chú anh chị này. Đó. Cái giò hương vani này rất nhiều nụ luôn. Đây, chú anh chị nhìn kỹ cho em. Cái giò hương vani thuần này em bán 180.000 ạ. Mà hình tiếp theo là hình 62 với phải là một giò gọi là siêu nụ, không tể, không tả đâu cho hết đấy. Sao thực sự nó quá nhiều nụ như thế này cơ cô chú anh chị này. Treo lên thì một màu tím hồng đẹp lắm luôn đấy ạ. Cái giò hương vani này em xin phép bán với giá là 200.000. Cô chú anh chị nhìn cái tổng thể nhá. Tổng thể ạ, dài và nhiều nụ như thế này đấy ạ. Là hình 62. Rồi tiếp theo cuối cùng là một cái dề xích ngọc khủng long bạo chúa. To khổng lồ luôn, siêu to khổng lồ luôn. Hàng này thì nói chung là nó bằng hàng thuần luôn cô chú anh chị nhá. Quá bằng hàng thuần luôn. Về trồng là không phải lo chết gì cả. Đó, cái phần gốc của nó này cô chú anh chị này. Và quả của nó thì thôi rồi, rất nhiều như thế này. Và cái dề giò này em xin phép được bán với giá là 800.000 cho cái giò này cô chú anh chị nhá. 800.000 cho giò kiếm xích ngọc này. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị.